Bạn Tôn đã quay lại với các bạn rồi đây. Sau 3 clip Tôn học gì và dạy sách gì thì Tôn có nhận được vài phản hồi từ những bạn sinh viên mà Tôn đã từng làm việc qua, hoặc là những bạn trên Facebook của Tôn, là họ có đặt mua những cái quyển sách mà Tôn giới thiệu thì và họ đã bắt đầu học, thì cái việc đó Tôn rất là mừng. Và ngày hôm nay các bạn thấy Tôn có gì trên bàn không? Tôn mới vừa order một vài đầu sách nữa tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Tiện thể đây thì tôi xin nói rằng, thứ nhất là tôi không có bán sách, và thứ hai là tôi cũng không có giới thiệu cho các bạn cái chỗ để mua sách. Tức nghĩa là hiện tại thì tôi chỉ giới thiệu đầu sách nào bạn nên có ở trên kệ sách của mình để giúp đỡ cho cái việc học tiếng Anh của mình nó trở nên dễ dàng hơn, hay là nó giúp cho cái trình độ tiếng Anh của bạn có thể tăng cao hơn nhờ những cái quyển sách này, chứ tôi không có đang làm marketing. Để tiếp tục cái video số 3 kỳ trước, thì cái video số 3 kỳ trước là tôi nói chuyên về IELTS. Nghĩa là khi những bạn mà chuẩn bị đi thi IELTS hoặc là đang luyện thi IELTS, trong quá trình làm quen với cái bài kiểm tra IELTS thì các bạn nên học sách gì, thì ngoài cái bộ mà Complete IELTS ra và cái bộ Cambridge IELTS Test, Actual Test đó, thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một vài đầu sách nữa để các bạn có thể nâng cao cái band score, tức là cái điểm IELTS của các bạn đấy, band score. Ok, thì bộ đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là bộ Collins Cobuild. Collins họ viết những cái quyển sách này cũng rất là hay các bạn, họ chia ra làm 3 cấp độ. Đấy, các bạn có thể thấy tên là Keyword for IELTS. Nghĩa là khi các bạn sử dụng những từ này ở trong bài IELTS thì các bạn sẽ được điểm cao hơn là các bạn sử dụng những từ bình thường. Tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Bởi vì cơ bản bài thi IELTS là một cái bài, nó được chia ra làm hai cái dạng test. Một á, là academic, và hai á, là general training. Academic là dành cho những bạn mà đi kiểu như đi du học của các bạn. Những bạn đó phải đọc tài liệu bằng tiếng Anh, những bạn đó phải viết những cái bài luận. Mà các bạn đương nhiên các bạn biết rồi, khi mà các bạn đọc sách á, mà những cái đặc biệt là những cái sách chuyên ngành á, thì họ viết những cái từ ngữ á, nó mang tính trang trọng và nó mang tính học thuật rất là nhiều. Cho nên là những cái từ mà các bạn sử dụng trong IELTS mà các bạn có thể sử dụng được, gọi là mang tính học thuật hơn á, thì điểm của các bạn sẽ cao hơn. Đây là một sự thật luôn nha các bạn. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng những cái từ hàng ngày thôi thì điểm của chúng ta không có cao. Đấy, cho nên khi các bạn mua một bộ 3 quyển, nó đi từ gọi là book number 1 là starter, book number 2 là improver, và book number 3 là advanced. Thì bữa trước tôi có nói với các bạn chữ advanced rồi, là cao cấp. Thì chúng ta học từ từ, từ cái quyển số 1 lên, starter lên. Đó, thì ở trong này nó hay một cái là, ví dụ như là nó chia ra, bây giờ thí dụ như tôi nói là bây giờ ở đây nó có chữ field work, thì họ cho mình cái chữ, xong rồi họ cho mình kế bên cái transcription, tức nghĩa là để cho mình biết cái cách pronunciation, cách đọc của cái chữ này, và sau đó là họ giải thích coi cái từ đó nó có nghĩa là gì. Field work một chữ hay là field work là two words đó, thì họ giải thích xong rồi họ cho mình collocations. Các bạn nhớ là ở trong cái clip số hình như số 1 hay số 2 gì đó, tôi quên mất rồi, collocations là một thứ cực kỳ quan trọng các bạn. Ngoài việc bạn biết gọi là individual vocabulary items, những một một từ thôi, ví dụ như few words bạn biết một từ thôi, thì nó chưa có đã bằng việc bạn biết collocations của nó luôn. Tức nghĩa là trong này người ta nói là undertake few words hoặc là conduct few words. Đấy,
Đó, tức nghĩa là những cái từ này nó thường xuất hiện trong IELTS thì người ta sẽ giới thiệu cho các bạn trong những cái quyển này. Và các bạn nếu như các bạn muốn nâng cao cái band score của các bạn lên thì tôi nghĩ cái bộ Collins Colbill Essential Words for IELTS, gọi là Key Words for IELTS này là các bạn không thể thiếu trong tủ sách của các bạn được nha. Rồi, bộ sách tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái bộ Cambridge English. Đây, tôi đã order ba cái bộ Cambridge English. Cái quyển đầu tiên á là cái quyển Vocabulary for IELTS. Thì thực ra các bạn biết không, người ta soạn sách thì người ta cũng những cái từ này thì nó cũng giống nhau thôi, bởi vì nó có một cái mà mình gọi là corpus. Corpus tức nghĩa là những cái từ bài nào được điểm cao thì người ta sẽ lấy những cái từ trong bài điểm cao đó đó, người ta bỏ vào trong những cái cuốn này đó. Nghĩa là khi các bạn xài được những cái từ mà nó xuất hiện trong những cái cuốn này nè một cách thành thạo, một cách thiệt là tự nhiên thì bài IELTS của các bạn điểm nó càng cao. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Cái bộ Colin Covey rất hay, và bộ Cambridge English Vocabulary for IELTS. Và đương nhiên là nếu mà mua thì phải mua with answers. Tại vì rất có thể là bạn sẽ tự học, đúng không nè? Cho nên chúng ta cần một cái đáp án. Chúng ta cần đáp án để sau khi chúng ta làm chúng ta phải check lại đáp án nhé. Còn nếu như mà giáo viên yêu cầu bạn về làm bài tập thì bạn không được mở phần keys ra, phần answers ra xem để bạn chép vào. Cái đó là lười. Và lười là một trong những nguyên do chính khiến khả năng tiếng Anh của bạn ngày càng trở nên tệ đi nhé. Rồi, cái quyển Vocabulary for IELTS này thì bên cạnh đó tôi cũng có hai quyển là Vocabulary for IELTS. Thì nó có hai cấp độ, một cái là bình thường mà một cái là Advanced, IELTS Advanced. Thì cái quyển Advanced này các bạn cấp độ nó tới là C1 tới C2 lần. Tức nghĩa là nếu như mà bạn có thể sử dụng được những cái từ ở trong cái quyển này á thì khả năng tiếng Anh của bạn y như người bản xứ luôn, C1, tức nghĩa là khoảng 7.5 trở lên á, 7.5 8 chấm trở lên là C1. Còn C2 thì thôi là bạn 9 chấm luôn rồi, quá đã luôn rồi. Đúng không nè? Thì cái quyển này ở trong nhà sách bán á, tầm khoảng 380 mấy ngàn đó các bạn. 400 ngàn gì đó ha. Rất là hay. Ở trong này người ta thiết kế những cái bài, nó có những cái bài test cho mình luôn. Ví dụ như mình học unit 1, sau mình học unit 2 thì nó sẽ có một cái bài gọi là progress test để kiểm tra lại những cái kiến thức mà bạn đã học được trong unit 1 và unit 2. Ví dụ như vậy. Rất là hay nha các bạn. Các bạn hãy sắm cho mình Cambridge English Vocabulary for IELTS, đây là quyển mình, và đi chung với cái bộ này á, nó là cái quyển Grammar for IELTS. Các bạn thấy lạ không? Bữa trước tôi giới thiệu cho các bạn là quyển Grammar in Use, cái gọi là fifth edition, cái phiên bản sửa lại, chỉnh sửa lần thứ năm. Và bây giờ đó, cái quyển Grammar for IELTS này thì được Cambridge English họ viết riêng cho cái kỳ thi IELTS. Tức nghĩa là ví dụ như các bạn xài cấu trúc câu như thế nào để đạt được điểm cao thì các bạn sẽ tìm được ở trong cái quyển này đó. Thay vì ví dụ như là chúng ta suốt ngày chúng ta xài câu đơn thì bây giờ trong cái quyển này nó sẽ chỉ các bạn viết câu phức, nó sẽ chỉ cho các bạn viết câu ghép, rồi nó sẽ chỉ cho các bạn viết câu phức và câu ghép chung lại với nhau như thế nào. Và đặc biệt là nếu như các bạn muốn điểm cao trong IELTS Writing hoặc là IELTS Speaking thì các bạn phải sử dụng những cấu trúc nào mà nó hơi cao cấp một chút. Ví dụ như trong một cái bài nói của mình có khoảng từ 1 tới 2 câu sử dụng cấu trúc cao cấp. Ví dụ như là đảo ngữ dễ nhất là cái đảo ngữ if số 3 đấy, hoặc là những cái nào mà nó có những cái trạng từ mà gọi là negative adverbs, ví dụ như là hardly hay là rarely hay là never gì đó mà nó đứng đầu câu á, thì chúng ta sẽ đảo ngữ. Thì đảo ngữ như thế nào cho hay, sắp đặt ra sao trong câu cho đúng thì chúng ta sẽ tìm được trong cái quyển Grammar for IELTS này. Và đương nhiên họ làm ra những cái quyển này thì sẽ có phần bài tập, sẽ có phần lý thuyết và sẽ có phần bài tập.
chúng ta phải siêng làm bài tập lên cho chúng ta quen với, chúng ta nhìn những cái riết rồi chúng ta nhìn, chúng ta quen với cái cách mà họ viết câu luôn. Thì trong lúc thi, nhiệm vụ còn lại của mình chỉ là thay thế từ cho phù hợp với lại chủ đề mà thôi. Đó. À, các bạn mua quyển này, các bạn mua hai quyển này nữa, các bạn dành thời gian để các bạn học. Đó, hai đầu sách rồi hen. Rồi bây giờ học lý thuyết, học keyword xong rồi, học vocabulary xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái quyển Check Your English Vocabulary for IELTS. Cái quyển này nó của Bloomsbury, nhà sách Bloomsbury. Cái quyển này nó có giá tầm khoảng 200 ngàn đồng các bạn. Tức nghĩa là ở trong cái quyển sách này họ sẽ sử dụng, họ sẽ gọi là sao ta, họ sẽ test cái khả năng dùng từ của các bạn trong ngữ cảnh đó, bạn dùng từ nào là chính xác đó, họ test cái khả năng đó cho bạn. Ở trong này nó có những cái rất là hay, ví dụ như là ownership và giving, lending và borrowing. Nó được chia thành những cái chủ đề. Theo tôi thì cái quyển này là cái quyển dành cho những bạn gọi là, ví dụ như bạn đang ở 7, band score 7, bạn đang ở 7 chấm IELTS, bạn muốn lên 7.5, bạn muốn lên 8, bạn muốn lên 8.5, và thậm chí là nếu như bạn muốn lên 9 luôn nữa, thì cái điều bạn làm là bạn phải master được cái quyển này. Tôi nói chữ master ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn sẽ phải gọi là gì ta? Thực sự điêu luyện trong cái việc sử dụng từ của IELTS trong từng ngữ cảnh, đi với collocations nào bạn phải biết. Và để có được những cái bài test như vậy, để có được để mình có thể biết được cái khả năng mình tới đâu, sử dụng cái quyển này. Trong này người ta nói ideal for self-study. Ideal for self-study tức nghĩa là nó thiết kế để cho các bạn có thể tự học được. Được chưa? Thế thì các bạn có nhớ là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn cái gì không? Thứ nhất là bộ Collins Cobill Keywords for IELTS. Bộ thứ hai là bộ Cambridge English, cái quyển Grammar for IELTS và hai quyển Vocabulary for IELTS. Vocabulary thì nó chia làm hai cấp độ, một cấp độ là just normal, is normal, và cái này đó là IELTS advanced. Advanced nghĩa là cao cấp thôi các bạn. Các bạn lấy khoảng 7.5, 8 chấm gì đó IELTS, được chưa? Và cuối cùng thì các bạn học xong, các bạn học vocabulary xong để làm cái gì? Các bạn phải check lại coi các bạn có nhớ hay không. Đó, các bạn phải check lại coi trong ngữ cảnh đó các bạn có sử dụng được từ đúng hay không. Thì các bạn mua cái quyển này nha, cái quyển Check Your English Vocabulary for IELTS. Ok.